Let's go. Thì mấy này nó để cho rái cá bị người ta dí bắt. Không có biết dạy em cách lẩn trốn. Mấy em tính bắt rái cá hả? Ngày ai bắt về nhà là đem đi tù á, 18 tháng á. Con rái cá đó của nhà nước. Của nhà nước hả? Ừ. Ờ thì lấy đó cho nhà nước nuôi. Cầm gậy cầm cây gì chi vậy? Thử qua cho bên Lâm Trường coi giùm anh nha. Tôi nói cho mấy anh chị biết, rái cá đang bảo vệ ở trong khu rừng này. Nó mà bị bắt, sẽ có người đến xử lý. Nó đã được gắn chip. Ok. Nó là rái cá hoang dã được bảo tồn trong rừng, chúng phải bắt về làm thú cưng nha. Sợ chứ con. Con mà làng quạng người ta bắt nha. Có bị lấy cây phan không? Bởi vì rừng ở đây mà bị san bằng, nghĩa là rái cá không còn chỗ nấp. Hai thằng nhóc đó nói kiểm lâm hả? Tao sợ gì đập chết mẹ luôn. Rất là nguy hiểm. Để cho quý vị coi cái việc Tiêu làm bảo tồn động vật hoang dã rất là khủng khiếp. Bởi vì rái cá hả, thả tiền tỷ mất hết. Kiểu nào cũng bị tịch trụng, không được ai ủng hộ. Coi clip không mà không có đăng ký kênh, bởi vì không có muốn Tiêu nổi tiếng để giải cứu động vật. Con sợ chưa? Cầm cây là nó dí, nó đập, nó quýnh chết. Tôi mà không ra là cản là thôi. Sợ chưa? Sợ xanh mặt luôn. Đi, vô ho. Con nói con biết sợ con người chưa? Cầu trời cho có nhiều người hù bắt con nữa ha. Con sợ xanh mặt suốt cuộc đời luôn.